Hello, xin chào. Hôm nay tôi sẽ nói về cái dịch vụ móc túi của nhà mạng. Chả là hôm bữa mùng 7 tháng 1, tôi có nhận được một cái tin nhắn của nhà mạng nó gửi. Nó ghi là quý khách đã được tặng một chu kỳ gói cước D10, mở ngoặc 4G và 20 phút gọi nội mạng mobile phone, 10 phút gọi liên mạng sử dụng trong 24 giờ. Thời hạn sử dụng đến ngày 8 tháng 1 năm 2023 lúc 10 giờ sáng. Để sử dụng ưu đãi data, quý khách vui lòng nhắn tin DKGBRS gửi 994 để tránh phát sinh cước data ngoài gói. Quý khách vui lòng nhắn tin hủy GBRS gửi 994 khi hết thời hạn sử dụng gói D10 hoặc đăng ký các gói cước data khác của Mobifone. Quý khách không có nhu cầu nhận ưu đãi trên, vui lòng soạn hủy D10 KM gửi 789. Trân trọng. Thì sau khi nhận được cái tin nhắn này, tôi cũng mặc kệ, tôi không quan tâm. Tôi cũng không có nhu cầu xài hay là cũng không có nhu cầu nhận gói khuyến mãi gì hết. Thì sao? Kết quả thì sao? Đến ngày 8 tháng 1, lúc 10 giờ sáng, nó gửi cho tôi tiếp một tin nữa. Nó bảo là gói cước D10 đã hết hạn và không được gia hạn do chương trình khuyến mãi dành cho quý khách đã hết hạn. Để tránh phát sinh cước data ngoài gói, quý khách vui lòng nhắn tin hủy GBRS gửi 994 hoặc đăng ký các gói cước data khác của Mobifone. Trân trọng. Thì sau khi đọc được cái tin nhắn này thì sao? Thì tôi bắt buộc tôi phải nhắn, lúc này tôi phải nhắn hủy nè. Lúc này tôi phải nhắn hủy GBRS thì nó gửi cho tôi một cái thông báo. Quý khách đã hủy thành công dịch vụ GBRS của Mobifone. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Đây là cái dịch vụ mất nét của các nhà mạng. Ngang nhiên móc tiền túi của người tiêu dùng. Tại sao? Máy của tôi á là tôi không có nhu cầu xài mạng. Tôi có một cái SIM xài mạng riêng và cái máy điện thoại của tôi chỉ đăng ký chức năng nghe và gọi hết. Và tôi tắt hết toàn bộ những cái dịch vụ phát sinh. Tại vì ngày xưa đã từng bị rồi. Tôi xài trả sau, cho nên khi nó phát cái bill về á thì tôi nhìn tôi thấy ủa sao có những cái mục rất là lạ, mặc dù nó có mấy ngàn thôi, cái mình mới cầm cái bill đó lên mình hỏi ủa tại sao những cái mục này là mục gì. Thì lúc đó nó bảo là cái này là dịch vụ này dịch vụ kia đó, cái nó em khóa tất cả là cho chị không có nhu cầu xài bất cứ dịch vụ nào hết, chỉ nghe và gọi hết. Thì tôi khóa ở đây mấy chục năm rồi, sim của tôi không có chức năng gì hết ngoài nghe và gọi thôi. Khi nào cần xài mạng tôi xài cái sim 3G riêng. Và cái sim 3G tôi cũng xài trọn gói, chứ tôi không có xài theo dung lượng. Mặc định mỗi tháng nhiêu đó tiền lại nhiêu đó tiền, không có phát sinh gì hết. Xài mạng là phải xài như vậy, chứ còn xài theo gói, theo dung lượng á hả, là nó tính thấy xói chán luôn á. Thì tự nhiên hôm nay nhận được một hôm qua, hôm mùng 7, tự nhiên nhận được cái tin nhắn nó ép mình xài mà tôi không có làm gì hết. Tôi không làm mà nó nhắn, nó kêu tôi hủy hay cái gì đó, tôi cũng không hủy. Ồ, tôi có làm gì đâu mà tại sao tôi phải hủy, tôi mặc kệ nó. Thì tới hôm nay nó nhắn cho một cái câu nữa, nó bảo là bạn mà không hủy là bắt đầu tiếp tục tính cước từ đây trở đi. Ê, cái này vô duyên nè. Tại sao? Sẽ có rất nhiều người xài điện thoại mà họ không có đọc tin nhắn, hoặc là họ không biết cách nhắn tin. Đơn cử bố mẹ tôi xài chỉ biết nghe gọi thôi, đâu có biết đọc tin nhắn và cũng không có biết nhắn hủy tin nhắn. Thì sao? Thì nhà mạng nó ngang nhiên lấy tiền của những người không biết nhắn tin và không đọc được tin nhắn, không biết xài tin nhắn. Thì chắc chắn là mấy người đó sẽ bị nhà mạng nó tự nhiên nó trừ tiền cho mỗi ngày bao nhiêu đó. Gói D10 chắc tôi nghĩ là 10.000 một ngày đó. D là đây, 10 chắc là 10.000, nó để là gói D10 tôi nghĩ là 10.000 một ngày đó. Thì cứ mặc định 10.000 một ngày nó trừ của quý vị. Mà quý vị xài cái gì? Xài trả trước. Đúng không? Nạp vô 50%. Nó trừ, đâu có biết nó trừ cái gì. Không kiểm soát được cái số tiền nó trừ. Còn tôi là tôi xài trả sau, nó trừ 1.000 tôi cũng biết.
Ngày xưa nó chỉ trừ lỗ có 5 ngàn thôi mà tôi đã làm cho nó tới nơi rồi. Không ăn được của tôi đồng nào, những cái mà tôi không xài là đừng có lấy tiền của tôi. Những cái dịch vụ tôi không xài đừng có hòng mà lấp liếm để mà lấy tiền của mình được. Mình xài trả sau nó có cái bill, mình biết mình khoản nào. Còn những người mà xài trả trước á, nạp vô trong như trong nhiều khi trong tài khoản có vài 300 ngàn, cái mỗi ngày nó trừ 10 ngàn đâu thấm tháp nhiêu đâu, không có thấy hết tiền nạp vô, hết tiền nạp vô. Đó là những cái dịch vụ như thế này nè. Dịch vụ gì? Dịch vụ tự động lấy tiền của khách hàng. Ê, ở đâu ra có một cái dịch vụ mà tốt lành tới mức mà hả tự nhiên đem gán cho người ta, xong người ta không hủy thì người ta tự bị trả tiền. Ê, cái dịch vụ gì mà ngang ngược vậy? Tôi làm công việc của tôi là đọc những cái mẫu tin cho tổng đài, cho nhà mạng, tôi đọc rất nhiều nhé. Mà đọc ở đâu? Cho nước ngoài thì người ta nói sao? Ở nước ngoài à, nó có một cái dịch vụ là gì? Thông báo cúp điện vì an toàn cộng đồng á. Tôi mới đọc cái chốt đó xong nè, tôi mới làm xong nè. Nó bên nước ngoài người ta làm rõ ràng lắm. Người ta bảo là bạn đăng ký cái dịch vụ để thông báo lịch cắt điện vì an toàn cộng đồng. Từ ngày có cái thời hạn từ đây tới đây, nếu như hết thời hạn bạn muốn tiếp tục đăng ký thì bạn phải nhắn tin tiếp tục đăng ký, bạn phải đăng ký lại thì cái chương trình nó mới tiếp tục đăng ký cho bạn. Còn nếu bạn không có nhu cầu muốn đăng ký thì khi hết thời hạn là tự động chương trình nó biến mất, bạn không cần phải làm gì cả. Đó, ở nước ngoài người ta như vậy đó. Còn ở Việt Nam thì sao? Ê, mày không xài tao ép cho mày xài, còn mày không biết thì mày cứ xài tao lấy tiền của mày đó. Còn mày muốn không mất tiền thì mày đi hủy đi, còn tao tự ép cho mày xài đó. Ấy cái dịch vụ ở Việt Nam là nhà mạng Việt Nam nó làm ngược với nước ngoài vậy đó. Bây giờ ví dụ như mình đăng ký một cái gói dịch vụ xài internet theo ngày đi. Mình chọn cái gói 7 ngày đúng không? Khi mình đăng ký cái nhà mạng, mình chọn cái gói 7 ngày. Thì đúng như người ta minh bạch đó, thì sau 7 ngày tự động hết hết thời hạn là ngưng. Nếu mà tôi muốn xài nữa 7 ngày tôi phải đăng ký lại 7 ngày. Thì đó mới là đúng chuẩn, hiểu không? Nhưng ở Việt Nam thì sao? Không, tới 7 ngày á, mà mày không hủy tao cho mày thêm 7 ngày nữa. Cái cách làm việc của các cái nhà mạng Việt Nam là cái kiểu ăn cướp, hiểu không? Ăn cướp dựa trên những người không không biết, không chú ý, không quan không không rành hoặc là không đọc tin nhắn hoặc là như thế nào đó, một một cái lý do nào đó mà lấy tiền một cách mà thụ động, người ta không biết là người ta bị lấy tiền. Đó là một hình thức ăn cướp. Tôi nói thẳng luôn, đó là ăn cướp nha. Cái chuyện mà anh muốn người ta sử dụng dịch vụ thì anh phải có cái sự thỏa thuận. Người ta đã thỏa thuận với anh 7 ngày thì hết 7 ngày rồi thì ngưng. Nói chung là cái cách làm việc nó mang tính chất chụp giật và dựa trên những cái sự không để ý của một của người dùng để mà lấy tiền một cách, moi tiền một cách mà họ không biết. Rất nhiều người sẽ bị moi tiền cái khoản này, nhất là những người mà già già mà xài điện thoại mà không có biết đọc tin nhắn, không có biết cách nhắn tin trên điện thoại. Thì bây giờ nó gửi cái tin nhắn vô, nó bảo là tôi mở cho anh cái dịch vụ này đó, mỗi ngày tôi trừ anh 10 ngàn. Anh không chịu thì anh hủy đi, còn anh không hủy thì anh mỗi ngày tôi trừ anh 10 ngàn. Nó ra cái lệnh đó luôn ấy. Cái đó mới là cái hết sức là ngang ngược á. Tự nhiên ép người ta xài, xong rồi bảo người ta mày không thích thì mày hủy, còn mày không hủy tao ép mày. Nó cứ lâu lâu một ngày đẹp trời cái nó phan cho một cái dịch vụ, ai rảnh mà đi chạy theo nó để hủy. Thay vì như vậy á thì anh chỉ có thể giới thiệu thôi, đây cái dịch vụ này đây, anh muốn muốn xài thì anh đăng ký, còn anh không xài thì thôi. Về nguyên tắc là không có được tự động gán cho người ta một cái dịch vụ mà người ta không có nhu cầu, ép người ta xài. Xài xong cái lúc đầu anh kêu anh cho người ta miễn phí một ngày, cái sau đó cái hết ngày đó cái anh nói là không hủy là tôi bắt đầu ngó qua ngày kế tiếp tôi tính tiền anh. Ai rảnh ai đi ngồi đi đi hủy cho mấy người. Đây là một cái dịch vụ mà tôi cho rằng đây là một cái dịch vụ ăn cướp. Tự nhiên cái nó bắt tôi phải hủy, tôi không hủy là nó tính tiền tôi, thế là cuối cùng tôi phải làm cái động tác hủy. Mà trong khi xưa giờ tôi đâu có mở GP, tôi đâu có đăng ký cái dịch vụ GPRS đâu. Tôi hủy trên trên tổng trên trên cửa hàng luôn á, chứ không phải tôi hủy trên máy đâu. Tôi ra hẳn cái dịch vụ cửa hàng á, tôi đăng ký, tôi không có xài cái máy này, tôi không có xài để mà kết nối 3G. Tại vì á, mình điện thoại mình xài để mình sử dụng á, nó mình xài nhiều thứ quá mình không có kiểm soát được cước. Cho nên là xài 3G tôi xài một cái sim riêng. Tôi không có nhu cầu xài, tôi chỉ thuê bao một cái sim của Vina là 35 ngàn một tháng.
3G trọn gói luôn. Khi lâu lâu đi ra ngoài tôi mới cần tôi xài thôi. Còn bình thường tôi ở nhà tôi xài wifi, tôi đâu có nhu cầu xài nhiều từ mạng 3G làm gì. Tôi chỉ thuê bao 35 ngàn đủ xài rồi. Đi ra ngoài một chút về. Bí lắm thì là bỏ cái đó lên xài. Một tháng chỉ tốn có 35 ngàn tiền 3G ở bên ngoài. Còn đi đâu là đã có wifi. Còn điện thoại thì chỉ có nghe và gọi. Không có ăn gian được đồng nào của tôi á. Ở đó mà lâu lâu quăng một cái tin như thế này xong rồi ép người ta xài. Tôi tặng anh nè. Ủa tặng xong hết tặng thì thôi chứ người ta không không hủy thì tự hủy chứ tại sao lại ép người ta xài. Ê là cái dịch vụ này hết sức là buồn cười á. Ê tôi nghĩ chắc cũng nhiều người dính á. Chứ không phải tự nhiên tốt lành thì bắt xài gì đâu, tôi không biết người khác có không. Đó. Tự nhiên tốt lành quý khách đã được tặng, ừ tặng tặng cho một ngày xong rồi tính tiền dài dài luôn. Quá cha. Nha. Mà bà không có nhu cầu xài ba cái này thì mọi người nên cảnh giác với những tin nhắn của nhà mạng. Hiện nay nó rất đói khát, nó không kiếm được tiền của khách hàng, nó phải bày ra hết sức đủ trò để nó lấy tiền một cách thụ động. Lấy tiền đến mức mà khách hàng không biết đó. Còn cái chuyện anh tặng thì anh cứ tặng đi, hết hết thời hạn tặng thì anh không được tự động, anh cắt luôn. Về đúng nguyên tắc khi anh đăng ký hết thời hạn là ngắt, đúng nguyên tắc là anh đăng ký đến hết cái thời hạn đó thì tôi cắt dịch vụ của anh. Anh muốn đăng ký nữa thì anh phải tự động đăng ký để anh biết là anh đã đăng ký anh xài. Chứ còn ở Việt Nam mấy cái nhà mạng này nó tốt bụng lắm, ngay cả hết hạn nó tự động nó gia hạn cho. Và tôi tin chắc rất nhiều người bị trừ tiền ba cái chuyện mình linh tinh như thế này nè. Mỗi người 10 ngàn một ngày xong người nhân lên xem, đủ số tiền không có nhỏ đâu. Cho nên đừng để bị những cái nhà mạng nó móc túi một cách oan uổng mà không biết nha. Hello, tiếp tục bổ sung à, đang làm dở video thì con em mình nó về. Thế là mình hỏi nó, bảo là kiểm tra xem mày có tin nhắn này không. Kết quả là nó cũng có một tin nhắn, nhưng cái thời điểm tặng của nó là tới 8 giờ tối nay. Và bây giờ là 6 giờ tối, tức là còn 2 tiếng nữa là nó sẽ bị tính tiền. Nó cũng không biết, nó cũng không đọc luôn. À, cái bắt đầu nó tôi mới lôi cái tin nhắn ra cho nó đọc thì nó mới bảo là có châu trong cái tin nhắn này nó có một cái câu nè. Để sử dụng ưu đãi data này á, quý khách vui lòng nhắn tin đăng ký GPRS gửi 994. Nó bảo là mình phải đăng ký mình mới được sử dụng. Tôi nói không. Tao mới gọi điện cho nhân viên tổng đài rồi là nó tự động nó bật đấy. Nó không tin. Cái nó mới đi vô cái Viettel á, nó cài cái app Viettel á. Không phải My Mobile À quên. Anh xài Viettel đang là À, Huawei. cái nó không tin, nó bảo là để em lên cái app My Mobile Phone của em kiểm tra coi nó có tự động bật không. Thì kết quả là nó tự động bật. Đấy, không cần phải đăng ký. Khi mà nó gửi ra cái dịch vụ nó tự động nó bật. Hồi nãy tôi có nói chuyện với nhân viên tổng đài rồi, tôi có để lát tôi sẽ để cái cuộc nói chuyện ở khúc cuối video. Nhân viên tổng đài cũng nói rằng khi mà nhân viên hệ thống nó gửi cho cái tin đó là nó tự động nó bật cái GPRS lên. Cho nên đây là cái gói cước, gọi là gói cước ăn cướp. À, như nó nè, nó đi làm suốt ngày, nó là dân công nghệ nè, nó cũng rành đó. Không phải nó không đọc tin nhắn, nó đọc tin nhắn hà rầm luôn, nhưng mà vấn đề là cái tin nhắn mà nhắn vô sim người ta không quan tâm. Cái vấn đề là người ta không quan tâm. Chứ chưa nói đến cái dạng mà già rồi không biết đọc đâu nhé. Cái người mà rành mà trẻ cũng không có thời gian để đọc nữa. May mà nó tôi đang làm cái clip này nó về thì nó mới phát hiện ra cuối cùng nó cũng phải nhắn tin hủy. Nó không nhắn nhắn tin mà tôi cũng không nói đi. Thì ngày mai đầu ngày mai ngày mốt là từ từ cứ mỗi ngày 10.000 10.000 trừ chơi mà không xài. À, không xài mà bị trừ tiền đó là gì? Ăn cướp. Cơ bản là nó không thanh toán cướp nhưng mà còn Con nhỏ này nó bảo là cơ bản là nó không có thanh toán cướp, toàn tôi thanh toán cho nên nó không quan tâm, cho nên có bị trừ là nó đâu có biết. Ê, nó xài điện thoại nó sướng lắm, cuối tháng có người trả tiền cước cho nó đâu có quan tâm đâu. Con nhỏ bị xử. Đây là cái cuộc nói chuyện của tôi với tổng đài. Và tổng đài cũng đã thừa nhận là tự động bật lên khi mà có cái thông báo khuyến mãi đó. Cho nên những ai đang xài Mobifone, mở ngay điện thoại ra kiểm tra xem. Nếu có tin nhắn như thế này thì vui lòng nhắn tin hủy ngay đi để nó khỏi trừ tiền mình 10.000 một ngày, mỗi ngày 10.000, một tháng là bao nhiêu? 300 ngàn đó, không không ít đâu nha. Mà không phải một tháng, mình đã bật mình không biết là mình sẽ bật hoài hoài luôn, bật hoài hoài luôn, hiểu không? Dạ, Mobifone xin nghe, em tên Nhung có thể giúp gì cho anh chị ạ?
Em cho chị hỏi là hôm mùng 7 chị có nhận một cái tin nhắn của bên mạng bảo là được tặng một cái gói chu kỳ cước D10 20 phút nội mạng với 10 phút liên mạng gì đấy, sử dụng 24 giờ đến ngày 8 tháng 1 10 giờ sáng. Thì hôm nay nó lại bảo chị là phải nhắn tin hủy gì đó cước D10 hết hạn và không được gia hạn chương trình của bạn. Thì nó kêu chị phải hủy. Ủa nhưng nếu chị không hủy thì sao em? Vâng chị. Trước tiên cũng xin lỗi chị, thông tin này có thể cho em biết tên của chị được không ạ? Chị là Thơm á, Phương Thị Thơm. Em chào chị Thơm. Có nghĩa là cái gói cước này kêu em gửi tặng để sử dụng mạng kèm kết thúc gọi điện thoại. Thì khi mà cập nhật cộng cái gói cước nó vào á, thì tình trạng SIM sẽ sử dụng mạng. Tuy nhiên á, bên em hướng dẫn để tránh trường hợp là mình không tắt cái dữ liệu di động trên máy, thì soạn tin nhắn hủy GPRS này để tránh bị trừ phát sinh cước. Còn nếu mà chị tắt, mình biết cách tắt, mình tắt dữ liệu di động trên máy thì khỏi soạn tin nhắn. Còn soạn tin nhắn thì không cần phải tắt, vì khi mà hủy dịch vụ trên SIM rồi, cho dù có mở cũng không truy cập mạng được, cũng không phát sinh cước gì hết ạ. Nhưng mà cho chị hỏi là khi mà nhà mạng gửi cho mình cái tin nhắn đó là nó đã bật cái chế độ cho mình xài chưa? Mình đã sử dụng chưa? Dạ có chị, khi mà gửi chị tặng chị cái gói cước truy cập mạng thì phải bật cái chế độ sử dụng mạng trên SIM. Nhưng mà chị nhớ là chị ngày xưa chị đã đăng ký tắt luôn cái GPRS rồi mà. Dạ, cho nên khi bên tặng gói cước thì đương nhiên phải mở dịch vụ trên SIM để mà chị Thơm sử dụng. Nhưng mà chị đâu có nhu cầu đâu mà tại sao tự nhiên là tự động mở lên cho chị? Dạ, vì trước đó thì bên em có cái sự cố gián đoạn mạng trong ngày 4 tây tháng 1, thì vào ngày 5 tây bên em có gửi cái tin nhắn là sẽ là gửi cái, thứ nhất là thằng gửi lời xin lỗi và thứ hai sẽ gửi tới khách hàng cái gói cước là 4GB truy cập mạng cho một ngày kèm phút gọi điện thoại nội mạng và ngoại mạng, hiệu lực 24 tiếng đồng hồ và gói cước tự hủy. Trên khi bên em gửi gói cước, hệ thống sẽ tự động mở dịch vụ SIM để mà sử dụng trong gói cước. Rồi khi gói cước hết hiệu lực hủy đi á, thì bên em cũng gửi tin nhắn thông báo và hướng dẫn mình cách hủy dịch vụ GPRS trên SIM để tránh phát sinh cước ạ. Còn nếu mình không nhắn lại để hủy thì mặc định vẫn trừ tiền hả em? Thứ nhất, nếu không có hủy dịch vụ thì mình tắt dữ liệu di động trên điện thoại, nếu không có nhu cầu sử dụng mạng. Không, ý chị nói là với cái người ta không biết xài điện thoại luôn á, người ta không biết nhắn tin, người ta cũng không biết đọc tin nhắn á, thì em có nhắn gì người ta đâu đọc đâu thì sao? Dạ, thì nếu không tắt dữ liệu di động trên máy vẫn sử dụng mạng được, mà lúc này sẽ tính phí cước ạ. Ồ, nhưng mà rõ ràng là ban đầu họ không có nhu cầu, tự em ép họ xài xong cái tự nhiên em bật cái chế độ luôn, em bắt người ta xài luôn, người ta không biết, người ta không kiểm soát được là người ta bị trừ tiền. Dạ chị, nếu như cái trường hợp như chị nói không viết chữ, không đọc tin nhắn thì lúc đó sẽ không có là sử dụng mạng di động nếu như không có nhu cầu sử dụng chị. Ủa sao chưa sử dụng chứ, bố mẹ chị vẫn xài máy smartphone kìa, nhưng mà chức năng chị đơn giản nghe gọi ai gọi đến thì bốc, cần gọi cho ai thì bấm nút thì thôi, còn ba cái tin nhắn ông bà đâu có đọc đâu. À chị, cũng xin lỗi chị thông tin này. Về những trường hợp này có thể có liên hệ lên tổng đài để bên em hỗ trợ và các cái dịch vụ trên SIM đều được hết ạ. Chị đã yêu cầu cắt rồi, ngay cả khi mà mở SIM xong là chị yêu cầu cắt hết, mà SIM của chị đây nè, chính SIM này nè, là chị đã cắt rồi mà tại sao thì chị cũng nhận được. Chị không có nhu cầu xài bất cứ cái dịch vụ gì trên cái SIM chị đang gọi này hết. Mà ngày xưa chị đã bị trừ tính tiền một lần rồi, chị mới thấy là cái dịch vụ nó rất là nhiều, cái dịch vụ mình không quản lý được, cho nên chị đã yêu cầu cắt hết, chỉ để nghe gọi cho chị thôi. Tự nhiên hôm nay chị nhận được một cái thông báo như thế này, chị cũng không làm gì, chị cũng không có nhu cầu xài cái gói tặng này. Xong tới sáng hôm nay, sáng hôm nay thì yêu cầu chị phải hủy. Chị mới nói, ủa nếu chị không hủy thì sao? Rõ ràng chị không đăng ký, tự ép chị xài. Xong bây giờ bắt chị hủy, nếu như chị không hủy thì tự nhiên bị trừ tiền. Nghe nó vô lý không? Dạ chị cũng xin lỗi chị về thông tin này ạ. Cái này á, chị thấy ở chỉ có ở Việt Nam thôi, chứ chị làm cái nghề của chị là thu âm cho những cái tin nhắn của tổng đài á. Chị đọc rất nhiều tổng đài của nước ngoài á. Họ cũng có những cái dịch vụ đăng ký thế này thế nọ, nhưng họ có quy định rõ như thế này nè. Đến hết thời hạn bạn muốn sử dụng tiếp dịch vụ thì bạn phải đăng ký, còn không là hết hạn nó tự động nó tắt. Chứ còn ở đây của Việt Nam á, chị đã thấy nó ngược lại. Chị dụ như giờ chị đăng ký bất cứ một cái dịch vụ nào gói 7 ngày đi, hết 7 ngày cái tự động nó gia hạn tiếp cho chị 7 ngày. Thay vì đúng luật á là hết 7 ngày tắt, không cho chị xài nữa. Chị muốn xài nữa chị phải đăng ký lại gói 7 ngày. Đó mới là đúng cái luật minh bạch giữa hai bên. Còn Việt Nam mình là ép xài. Nghe nó vô lý không? Thì ý là chị là người rành về mạng, rành về điện thoại. Chị đọc cái này chị đã thấy nó rất là rối. Dạ chị Phương ạ, cũng cảm ơn lời góp ý của chị Phương ạ. Chứ còn bây giờ đặt trường hợp những người lớn tuổi, những người không rành, không có xài tin nhắn, không nhắn tin, bố mẹ chị cả đời không nhắn tin. Ngày xưa xài cùi bắp, nhưng bây giờ mua cho cái smartphone để làm chi, để Zalo, chứ con cháu thấy hình ảnh thôi, chứ họ ra đâu có biết xài bấm gì đâu. Bây giờ có gửi những cái thông tin này ông bạn đâu có đọc. Tức là tự nhiên mặc định cứ mỗi tháng trừ, mỗi ngày trừ 10.000 chơi vậy đó hả?
D10 là một ngày 10.000 đúng không? Dạ chị, gói cước này không có gia hạn chị ạ. Đấy, chị nhận được tin nhắn nè. Chị nhận được tin nhắn bảo là hôm mùng 8 nè. À, gói cước đã hết hạn nè, để tránh phát sinh cước ngoài gói, quý khách vui lòng nhắn tin hủy GBGS gửi 994. Còn nếu mà chị dạ. phải, cuối cùng chị phải nhắn tin hủy thì nó lại báo là quý khách đã hủy thành công. Nhưng mà rõ ràng chị không đăng ký. Chị thấy cái này nó mập mờ, nó không có rõ ràng. Dạ chị, cũng xin lỗi chị về thông tin này ạ. Tôi một câu xin lỗi đâu có giải quyết được vấn đề. Cái vấn đề chị đang nói ở đây là làm sao để kiến nghị lên trên. Sau này bất cứ những cái gói gì ai có nhu cầu đăng ký thì mới mở cho người ta. Còn người ta không có nhu cầu không cần ép người ta xài. Hiểu không? Tức là đừng có tự đưa lên cho người ta xài, bắt người ta xài. Xài xong người ta đâu có nhu cầu đâu. Rõ ràng chị không có nhu cầu xài nội mạng, ngoại mạng gì đấy chứ á. Xong rồi nhắn cho chị cũng chả thèm quan tâm. Chứ tự nhiên lại bắt chị phải đi nhắn hủy. Ủa chị đâu có nhu cầu bạch đâu mà tự nhiên bắt chị phải đi hủy. Nó mới tào lao. Chị là người lên tiếng nói thôi, còn những người khác họ chả biết đâu. Họ cứ để vậy đó thì mỗi ngày trừ 10.000 của họ đó. Đó là đây là một cái cách mà trừ tiền không có minh bạch. Đó là cái ý kiến của chị vậy đó. Dạ vâng, em cũng cảm ơn lời góp ý của chị Phương ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ chị ạ.